tiếp tục thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đoàn kết phòng chống dịch bệnh và thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Bộ đội chủ động đến với dân, chứ không chờ dân khó khăn phải tìm đến bộ đội. Quân đội tiếp tục huy động nhiều nguồn lực về trang bị y tế và đội ngũ y bác sĩ chi viện cho Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam chống dịch. Ở đâu gian khó, ở đó có bộ đội giúp dân. Gần 4.000 cán bộ chiến sĩ các đơn vị quân đội phía Nam đã xuất quân tham gia hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai phòng chống dịch COVID-19. Trong trận chiến quan trọng này, khó khăn, vất vả sẽ là rất nhiều. Nhưng khi lên đường, họ không nghĩ về mình mà hướng về nhân dân vì quyết tâm chiến thắng dịch bệnh. Cùng với đó, hơn 1.800 y bác sĩ quân y đã lên đường cùng nhiều trang thiết bị y tế hiện đại cũng được vận chuyển bằng máy bay vào chi viện cho miền Nam. Trên cương vị là một người quân nhân, một người bác sĩ thì em nghĩ là mình phải có trách nhiệm đóng góp công sức của mình vào công tác chống dịch của đất nước. Và chúng em hôm nay lên đường thì với quyết tâm rất cao, là quyết tâm khi nào dịch bệnh ổn định và hoàn thành nhiệm vụ của em mới trở về. Ngoài những trang thiết bị máy móc mà kỹ thuật cao thì những trang thiết bị máy móc hỗ trợ để thực hiện cái việc đưa oxy vào cơ thể là rất quan trọng. Và chúng tôi đã có những cái trang thiết bị đó để đi kèm cùng với con người để tăng cường cho Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Hiện nay, các bệnh viện dã chiến truyền nhiễm của Bộ Quốc phòng điều trị bệnh nhân COVID-19 tại các tỉnh, thành phố cũng đang tích cực điều trị cho hàng nghìn bệnh nhân. Một số bệnh viện như Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 4 tại Khánh Hòa tiếp tục được mở rộng quy mô giường bệnh lên gấp đôi với 1.000 giường, sẵn sàng cho tình huống số lượng bệnh nhân tăng lên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.